là một niềm hạnh phúc của gia đình, bạn bè, quý thân hữu và bản thân của hai cô dâu và chú rể. Và trưa hôm nay chúng ta cũng đã gặp nhau trong cái niềm mà hân hoan của hai bên gia đình, cô dâu, chú rể. Và chúng tôi cũng đặc biệt chúc mừng sự có mặt của họ nhà trai. Và cũng xin gửi lời cảm ơn đến những văn nghệ sĩ, đồng nghiệp, bạn bè thân hữu láng giềng và những bạn bè ở rất xa cũng dành một thời gian quý báu của mình để tham dự trưa hôm nay trong buổi tiệc hân hoan chúng ta trong và trong không gian cúng ngập tràn yêu thương, chúng ta cùng tiến về sân khấu để chúc mừng đôi uyên ương trong buổi trưa hôm nay ạ. Xin mời. Và sau đây chúng tôi xin mời chú rể tiến về sân đường để đón cô dâu ạ.
tiên cho tôi được gửi lời chân thành cảm ơn tới tất cả quý vị đang hiện diện trong cái lần tiệc cưới ngày hôm nay. Sự hiện diện của quý vị để nói lên được cái tấm lòng và cái sự thương yêu và cái tình tình của quý vị đối với tôi và gia đình chúng tôi. Một lần nữa, tôi xin được gửi lời cảm ơn chân thành nhất đến quý vị. Kính chúc quý vị an khang, mạnh khỏe và có một buổi tiệc trưa vui vẻ và tràn đầy hạnh phúc. Xin chân thành cảm ơn quý vị. Và chúng tôi xin trân trọng cái lời quý vị
Thank you.
Yeah.